Dưới đây là 4 cây nhíp mà 3 trong 4 cây này ai khi nối mi cũng bắt buộc cần sử dụng mọi người nhé. Thảo sẽ giới thiệu về các loại nhíp và cách sử dụng, cách cầm nhíp luôn mọi người nha. Thì ở đây có hai cây nhíp này, một cây nhíp thẳng và một cây nhíp hơi cong. Thì cây nhíp này là nhíp cá heo này, còn đây là nhíp thẳng nhá. Thì hai cây này chủ yếu mọi người sử dụng để tách mi nhá. Thì có một vài người thì có thói theo thói quen ý, thì mọi người sẽ sử dụng hai cây nhíp này, có những cây để gắp mi nữa, để gắp cái mi giả ấy mọi người nhá. Nhưng thông thường thì đây là nhíp để tách mi này. Còn đây là cây nhíp để chúng ta nối mi classic và mi baby doll. Thì nhíp này sẽ để gắp một sợi mi hoặc là hai sợi mi, đối với loại mi dày mọi người nhé, mi 0.10 đến 0.15 mọi người nha. Còn cái tách này thì không cứ gì loại mi nào nhé, mình sẽ tách tất cả các loại mi để mình nối này. Còn đây là một cây nhíp volume. Nhíp volume thì có rất là nhiều loại, nhưng đây là cây nhíp mà Thảo đang hay dùng, là nhíp vàng và đầu mỏ quạ khá là dày như thế này, để mình có thể làm phan lăn trực tiếp để nối mi volume trực tiếp luôn nhé. Đây. Thường thường thì giá trị của cả giá của các cây nhíp này như sau nhé. Nhíp volume sẽ là một cây nhíp đắt nhất, thì giá của nó có thể dao động từ 500.000 cho từ 300.000 cho đến 600.000 nhé. Còn các cây nhíp này thì có giá thành rẻ hơn. Hai cây này thì một cặp này có lẽ là tầm hơn 100.000 một cặp thôi. Còn nhíp này thì sẽ rơi vào tầm 100.000 một cây này, cây nhíp tách này. Đấy. Thì nhíp này thật ra nó dùng rất là thích luôn, nhíp volume ạ. Thì mọi người sẽ có cách sử dụng của các loại nhíp như sau nhé. Mình cầm cây nhíp tách này, đây, cây này cũng được này. Mình cầm như cách cầm bút bình thường nhé. Hai ngón tay trỏ và ngón tay cái mình sẽ đặt ở hai phần má của nhíp để mở ra. Còn bên này thì mình cũng cầm như cách cầm bút, nhưng mình dựng nó lên chứ không phải là nằm như thế này nhé. Mình dựng nó lên như thế này. Đây, theo mọi người phải hiểu là khi mà cầm ấy thì đây là nhíp mà để chúng ta tách mi ra. Đây, khi có một cái line mi sẵn nhé. Đây, Thảo sẽ ví dụ luôn. Đây, mình sẽ cầm nhé để mình tách ra. Mình tách ra để nối mi này. Đây, còn nhíp này ví dụ mình sẽ nhổ một sợi mi khác để mình cắm vào đây. Thế mọi người hiểu ra chưa? Mọi người dễ mô tả chưa? Dễ mô phỏng chưa? Đấy, là tác dụng của hai cái nhíp này này. Ví dụ cách cầm của hai cái này cũng vậy. Nhưng đối với nhíp volume nhá. Nhíp volume thì mình cầm ấy thì mình sẽ dựng nó lên hơn, bởi vì là cái lưỡi ở cái phần đầu của nhíp này ấy, thì nó không đứng như cái nhíp này mà nó bằng hẳn ra, nên mình phải cầm ngửa lên như này. Ví dụ trong trường hợp mà mình tách mi nhá, thì đây là cái phần mi volume ấy. Mình cầm ở cụm ra thì mình phải nhấc thẳng lên như này để mình cắm được vào đây, chứ mình không thể nào ngửa như thế này để mà chúng ta cắm được vào đây nhé. Đấy, cho nên là cách cầm nhíp của các loại nhíp bình thường. Ngoài ra thì đối với nhíp này, hai loại nhíp classic mọi người có thể gặp ở ngoài thị trường có nhiều loại mẫu mã khác nhau. Tuy nhiên thì tác dụng chung này, công dụng chung nhất của các loại nhíp là như vừa rồi Thảo vừa giới thiệu rồi nhé. Đấy, mình sẽ dùng này, nhắc lại một lần nữa nhé. Đây là hai cây nhíp tách này. Thuận tay thì mọi người có thể sử dụng nhíp này để gắp mi. Còn đây là nhíp classic để gắp một sợi mi hoặc là hai sợi mi. Với cái cách nối classic và baby doll thì mình sẽ nối từ các sợi mi gắp từ các sợi mi 0.10 cho đến 0.15, tức là 0.10 này, 0.12 và 0.15 mọi người nhé. Còn đây là cái nhíp volume để mình chuyên nối mi volume, có thể nối theo volume fan tươi ấy, mọi người nhé. Còn nếu fan sẵn thì mình vẫn gắp được bằng cái này. Volume fan thì mọi người sẽ dùng để nối mi từ các số 0.03, 0.05 và 0.07 mọi người nha. Vừa rồi là tất cả các cách mà chúng ta cầm nhíp, và Thảo đã giới thiệu cho mọi người về công dụng của từng loại nhíp mà chúng ta dùng để nối những mi gì. Và vừa rồi mọi người đã được lắng nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.